Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Riaki Gaming. Và sáng nay thì mình đã có cập nhật cho anh em đó là về cái sự kiện cầy hiệu Prime D để có thể đổi được đó là trang phục. Tuy nhiên thì có một số bạn vẫn thắc mắc hỏi là không biết là cái hiệu này thì có mẹo nào cầy nhanh hay không. Thì lần này thì bên Ghana họ đã không cho chúng ta được phép cầy nhanh giống như là cái sự kiện cầy hiệu lần trước nữa. Lần trước chúng ta chỉ cần đơn thuần vào trong trận bắn nổ cái bình xăng hay là chúng ta bắn nổ, chúng ta đặt một quả mìn dưới chân và ném lựu đạn thì chúng ta có thể nhận được huy hiệu rồi. Tuy nhiên thì bây giờ sự kiện này lại buộc chúng ta phải chơi đủ 5 phút nha anh em nhé, thì chúng ta mới có thể nhận được huy hiệu Prime D. Cái huy hiệu này thì chúng ta sẽ cần tới 600 huy hiệu để mà có thể đổi được một bộ đồ, hoặc 500 huy hiệu để mà có thể đổi được một cái đồ độc quyền. Trong những cái đồ độc quyền đổi đó thì chúng ta sẽ có một cái gói Luqueta, và trong gói Luqueta sẽ có chứa nhân vật, thì không biết là cái đó thì bên Ghana nào có bị nhầm không. Và cái sự kiện này thì mình cũng đã có test thử tất cả những cách để làm sao mà cầy huy hiệu nhanh. Thì theo mình được thấy ấy, thì là nếu như mà chúng ta chơi theo kiểu gọi là chơi kiểu tiêu cực, tức là chúng ta vào trong game và chúng ta phá trận đấu, tức là chúng ta gọi là vào trong game rồi chúng ta tự đặt mìn hay chúng ta làm sao đó cho chúng ta chết nhanh mà trước 5 phút ấy, thì chúng ta sẽ không nhận huy hiệu Prime D đâu. Đấy, thì đấy là một trong những cái cập nhật của cái sự kiện này. Thì có lẽ lần trước bên Ghana chiều chúng ta quá nên là chúng ta hư. Đấy, nhiều anh em vào tự sát. Đấy, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ thử nổ cho anh em xem. Đấy, bùm chíu 198 sát tường với Iteberiaki đã toang rồi không sao ạ. Thì khi mà mình tự tử như vậy thì sẽ không có đó là cái huy hiệu đâu, mà chúng ta buộc sẽ phải chơi trên 5 phút. Đấy, các bạn cứ đặt đồng hồ chơi trên 5 phút một trận, thì cứ chơi đấu thường sau đó thì chạy loanh quanh và nhờ ai đó hạ gục chúng ta, và sau đó chúng ta tự tèo thì cũng được. Đấy, ví dụ như là đang đứng đây đấy, tự nhiên có một thằng nó bắn lên trời nhưng mà chả hiểu sao lại vẫn trúng mình. Toang không anh em, toang thật sự. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận được một huy hiệu Prime D. Như vậy là chúng ta sẽ phải cầy 500 trận đấu thì mới có thể đổi được cái bộ trang phục, cũng như là cầy đó là đâu đó khoảng ví dụ như chúng ta mà cầy cái sự kiện huy hiệu Prime D này và chúng ta cầy tử chiến nhưng mà phải mất 500 trận tử chiến, thì các bạn chơi chế độ nào thì cũng ra nha anh em nhá. Và ngoài ra ấy, thì khi mà trong cái ngày chúng ta chơi 5 phút sẽ nhận được cái nhân vật Clue và Luqueta ấy, vào ngày mùng 7 tháng 12 ấy, thì ngày mùng 8 tháng 12 ấy, thì chúng ta cũng sẽ đó là nhận được 50 huy hiệu. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải nhận được thêm 10 huy hiệu với mỗi cái sự kiện mà chơi bằng Luqueta và chơi bằng Clue nữa. Đấy, nghe 10 cái huy hiệu thì nghe có vẻ bé nhưng mà thực tế 10 huy hiệu khá to, bởi vì các bạn thường phải chơi hết cả một trận tử chiến thì mới có thể nhận được huy hiệu. Đó, thì cái sự kiện này ấy, thì có nhiều anh em sẽ làm bằng cách nhanh, thì đây tôi chỉ với anh em nha, nói chung là anh em không nên làm theo cách này. Đấy là anh em rủ mấy người bạn của mình vào trong chơi tử chiến, tìm trận 4, sau đó anh em chạy hết ra ngoài vòng để anh em gọi là để cho cái phòng nó đốt anh em, để cho anh em gọi là toang. Đấy, thì làm như vậy thì cái game của chúng ta nó sẽ kết thúc nhanh hơn, và chúng ta sẽ mất đâu đó khoảng 5 phút cho một trận tử chiến. Như vậy là một tiếng thì chúng ta sẽ cầy được khoảng 10 trận. Đấy, một tiếng vậy cầy khoảng 10 trận là 10 huy hiệu. Nhưng tuy nhiên thì số huy hiệu Prime D này nó rơi mỗi ngày thì theo tôi biết là nó có sự hạn chế. Đâu đó hình như là chúng ta sẽ chỉ được kiếm tối đa là 20 huy hiệu Prime D một ngày mà thôi. Đấy, chứ còn chúng ta sẽ không được gọi là cầy thoải mái huy hiệu Prime D đâu. Tại vì cái sự kiện này nó cũng sẽ diễn ra trong vòng 20 ngày, tức là từ ngày 20 mùng 5 cho đến ngày 24. Tức là từ bây giờ cho đến ngày 24 các bạn phải chơi đủ 20 ngày thì các bạn sẽ nhận ở đâu đó khoảng 400 huy hiệu. Đấy, 400 và 500 huy hiệu, tôi không biết là giới hạn chính xác là 20 hay là bao nhiêu. Nhưng tuy nhiên từ sáng giờ ấy thì một số bạn cầy cái sự kiện huy hiệu Prime D ấy, thì các bạn ấy cũng có nói là số lượng huy hiệu Prime D để rơi ra thì sẽ bị giới hạn. Đấy, và ngoài ra thì sẽ mình theo mình biết là sẽ có một số ngày đặc biệt của Ghana Free Fire nó rơi ra nhiều huy hiệu Prime D hơn so với là bình thường. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 40, chúng ta có tổng cộng 20 ngày, thì còn nếu mà mỗi ngày mà có giới hạn 20 huy hiệu thì chúng ta tổng cộng sẽ là 400. Đấy, 400 huy hiệu Prime D. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số những cái sự lựa chọn khác để mà có thể cầy nhiều huy hiệu Prime D hơn. Thì đấy là một trong những cái thông tin mình muốn nói với anh em. Đấy, anh em thích cầy thì anh em cứ chạy ra ngoài vòng thôi, sau đó thì anh em chờ, hoặc là anh em vào trong trận tử chiến, anh em đứng AFK đứng loanh quanh chơi để địch bắn cũng được. Thì cầy bằng như này là nhanh nhất, bởi vì nếu mà chúng ta chơi chạy bo mà phải chờ 5 phút thì nó hơi lâu, với là cái khả năng là chúng ta căn giờ nó cũng sẽ hơi lâu. Đấy, thì cái này cũng khuyên anh em, đấy là một cái mẹo nó rất là dễ, như vậy thôi.
Ok, thì cái hiệu Pramdi này ấy, thì đổi ra thì chúng ta sẽ có đó là 3 bộ đồ. Đấy, 3 bộ đồ, nhưng mà tôi thấy đa số mọi người đều có những bộ đồ đấy rồi. Thì chủ yếu anh em hướng đến cái mục tiêu đó là 500 huy hiệu để mà anh em lấy được cái ấy thôi. Anh em đời lấy 500 huy hiệu để anh em lấy được cái đồ độc quyền của Lugeta. Thì trong cái bộ độc quyền Lugeta ấy sẽ chứa luôn nhân vật Lugeta. Thế nên là anh em chỉ cần phải đổi nhân vật Clue thôi nhá anh em nhá. Anh em đừng có đổi con Lugeta làm gì. Đấy, thì đấy là cái mà theo mình biết là như vậy. Vào làm xương xương hai mạng, easy chiến thắng anh em ạ. ITB Riaki double kill. Vâng, easy nhưng mà trò đùa. À, thì sau cái ván đấu tử chiến này thì cũng sẽ nhận được một huy hiệu Pramdi thôi. À, có bạn bảo là làm sao mà để nhận được nhiều huy hiệu Pramdi hơn trong một trận đấu, thì hiện tại thì bên Ghana chỉ cho một huy hiệu thôi, và một huy hiệu Pramdi và 15 hoặc là 10 cái huy hiệu FFCS. Thì cái huy hiệu FFCS này nó cũng là huy hiệu nó có giới hạn nha anh em nhá. Đấy, không phải là ai thích nhận được bao nhiêu nhận đâu. Đấy, một ngày nó cũng sẽ nhận được một số lượng có hạn. Đấy, theo mình biết là như vậy. Đây, huy hiệu Pramdi đây, 500 huy hiệu và cày mút chỉ một trận tử chiến, một trận bình thường được 2 huy hiệu. Thế nên là tôi nói với anh em rồi, quan điểm của Gaina đấy là có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại mà không làm mà muốn có ăn ấy thì khó ăn lắm, khó ăn của Gaina lắm anh em ạ. Đấy, thì đây là cái số lượng mà tôi đã có, và 600 huy hiệu mới đổi được 3 bộ đồ kia. Cầy phải gọi là nát người. Vâng, cầy phải gọi là nát người anh em ạ. Cầy gọi là toang. Vâng, cái thu thập đổi trang phục này bên Nga là trong cái ảnh nó ghi là mùng 8 tháng 12, nhưng mà anh em phải cầy ngay từ hôm nay. Nếu mà không cầy từ hôm nay thì tôi sợ là không đủ được 600 huy hiệu đâu. Đấy, thì đấy là một số những cái mà thông tin mà mình muốn nói cho bạn trong hiệu Pramdi này. Đấy, thì hy vọng là anh em sẽ có thể cầy đầy đủ để mà có thể đổi được Lugeta hoặc đổi Clue. Còn 3 bộ kia thì tôi đánh giá không đẹp lắm. Ok, bây giờ chúng ta hãy qua bên Thái Lan du học. Bởi vì bên Thái Lan này họ vừa mới trình làng một cái loại vòng quay may mắn mới khá là xịn. Sáng nay thì mình cũng đã có đi dạo quanh, và chúng ta đã biết là có cái cửa hàng Super Hacker Store. Thì bên này cái cửa hàng Moco nâng cấp khá là xịn, và mình nghĩ là cái này nó sẽ sớm mở ở Việt Nam mà thôi. Đấy, bên này thì như mình đã nói rồi, trước chúng ta chỉ lựa chọn một trong hai loại phần quà. Thì bây giờ chúng ta sẽ có 6 loại phần quà khác nhau. Thì cái loại cửa hàng này nó sẽ xịn hơn cửa hàng Moco bình thường. Tại vì những cái đồ mà chúng ta chọn ở trong này nó đều xịn. Ví dụ như là bộ hai con gấu này, bộ con gấu đầu khỉ này, hay là ví dụ hai cái chảo huyền thoại này, chảo dưa hấu với chảo nhám thạch này, hay là ví dụ như là cái con pet thì nó cũng sẽ xịn hơn. Còn giá nó thì vẫn sẽ như cửa hàng Moco cũ thôi, nó không có gì khác biệt cả. Thì đây là cái sự kiện là cửa hàng Moco. Tuy nhiên thì cái sự kiện này thì mình đánh giá là nó cũng khá là dễ đoán. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái cửa hàng giảm giá kiểu mới. Đấy, chúng ta sẽ có một cái cửa hàng giảm giá xịn sò con bò hơn. Đấy là cái cửa hàng nó gọi dịch là gì nhỉ? Nó sẽ gọi dịch là cửa hàng, à cái gì nhỉ? Đền thờ cầu nguyện à? Tôi nghĩ là như vậy. Đấy, còn trở lại với cái Hacker Store này ấy, thì các bạn có thể thấy là với cái số lượng quà như này ấy, thì xác suất của chúng ta mà có quà xịn ấy thì nó sẽ ngon hơn. Đấy, xác suất quà xịn nó sẽ ngon hơn. Ví dụ như chúng ta có động tác múa quạt của Bánh Khả này, động tác cái con gấu này, rồi cái chảo này. Nói chung cái cùi nhất là cái skin súng, cái hộp skin súng và cái vòng quay bằng kim cương. Còn lại mấy đồ còn lại thì nó đều ngon hơn cả. Đấy, anh em thấy đều ngon hơn, đều ngon hơn cả. Đấy, cái thứ hai chúng ta sẽ có một cái, đây, cái sự kiện này là sự kiện đền thờ. Và sự kiện đền thờ nó như nào? Cái sự kiện đền thờ vận may này ấy, thì nó sẽ có hai cột ở hai bên. Các bạn nhìn ở cột bên trái ấy, thì nó có 8 cái mốc, đấy là giảm giá 48 thẻ, giảm giá 40% này, giảm giá 70%, giảm giá 30%, 60%, 90%, 50%, 80% mà mua đồ với giá 1 kim cương. Thì cái này nó khá giống như là cái vòng quay nhân phẩm đợt trước của chúng ta ấy, chúng ta quay vào kiểu nào chúng ta sẽ nhận được. Đấy, còn ở bên tay phải là những cái đồ mà chúng ta mua, và chúng ta phải mua ít nhất một cái đồ bên tay phải thì chúng ta mới được mở cái thẻ, lấy cái thẻ bên tay trái. Và nếu như mà chúng ta gọi là lấy được hết 8 cái, chúng ta sẽ nhận luôn cái động tác cắm cờ. Đấy, thì bên Thái Lan nó như vậy. Ví dụ như ở đây thì ở bên này nó có một cái nút ở dưới cho phép chúng ta đổi những cái phần quà ở trong này. Đấy, đổi những cái phần quà đấy, tôi xoay đấy, nó sẽ đổi ra những phần quà khác. Ví dụ như là đổi ra nhiều loại hòm súng hơn. Đấy, chúng ta được đổi 3 lần, và sau khi mà đổi hết 3 lần ấy, chúng ta sẽ có đấy là cái phần cái nút đổi nhưng mà với giá 9 kim cương. Đấy, cái gì cũng mất tiền anh em ạ. Và đây ví dụ tôi mua ba lô rồng đen thì tôi sẽ có thêm một cơ hội để rút một cái thẻ bên tay trái. Và khi mà tôi rút cái thẻ bên tay trái ấy, thì tôi sẽ có một cái mốc giảm giá mới. Vừa rồi thì cái mốc giảm giá cùi nhất tôi mở ra đây 30%, nó có sẽ có nhiều cái mốc giảm giá tốt hơn. Ví dụ như là 40%, 70%, nếu nhân phẩm đủ cao thì có thể ra mốc giảm giá tất mua đồ chỉ với giá 1 kim cương. Phê không anh em? Mua tất cả đồ với giá chỉ 1 kim cương, phê lòi luôn, phê lòi tòi phòi anh em ạ.
Đấy, nhưng mà đây thì sau khi mà tôi mở ra thì nó lại cho tôi đó là giảm giá 40%. Đấy, toang không anh em, toang thật sự luôn. Đấy, nếu mà giảm giá mua tất cả mọi thứ với giá 1 kim cương nhỉ? Ui, thế thì nó phải gọi là tươi luôn anh em ạ. Vâng, nhưng mà tất nhiên là không có chuyện đấy đâu. Vâng, nói chung là cái này nó phải lắt léo một tí. Ok, thì hy vọng là cái sự kiện này nó sẽ sớm nó mang trở về, mang đến server Việt Nam. Tại vì tôi rất thích mấy kiểu sự kiện giảm giá như này. Ok, và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của mình, thấy video của mình bổ ích, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe, được đẹp trai và được xinh gái nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.